lại làng đông xa mưa tuyết ta tới. Giọt lệ nào không hay chợt đông trên má, giờ tim tôi đang băng thành đá, nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bơi đâu người xa. Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa. Nhìn dòng người lại qua, đời sao băng giá, người nơi đây sao vô tình quá. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ anh nào nguôi, vì cớ đâu mình mất nhau lòng đong. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây em lẻ loi, giờ thì chắc bên anh nắng phương lên mắt môi nồng xanh. Anh nhớ ân tình không, nơi có em chờ trông, khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly, giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si. Anh có quay về chăng, em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành bằng. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly, giờ người đã đi để nhớ thương cho trái tim cuồng si. Anh có quay về chăng, em đứng đây chờ mãi cho thân xác em thành băng. Nhà mình vừa nghe cặp loa Sony HA3 thể hiện một cái bài của Phương Phương Thảo ha. Thì đây là cặp loa Sony, cả nhà. Thì đây là bass của nó là 10 ha. Ở đây nó có hai cái loa chép, đây là một loa chép và ở trên đỉnh này nó có một loa chép nữa. Đó. Thì cái loa này có công suất là 70W ha. Và ở phía bên sau của nó là bằng nhôm xước nha cả nhà. Đây là nhôm xước ha. Đây toàn bộ là nhôm xước ha. Đó, thì nó có hai cọc loa hai cọc loa ở đây cả nhà. Loa này thì mình có thể cắm mỏ chim cũng được, hoặc là cắm bắp chuối cũng được ha. Đó, thiết kế cặp loa này rất là đẳng cấp. Đó, đây thì cái loa này nó cao khoảng 25cm nha cả nhà. Đây, cao 25cm ha. Đó, và loa thì là đẹp rồi ha. Đây, cả nhà mình có thể nhìn thấy cái loa là đẹp rồi ha. Dạ.
Loa Sony HA3 ha. Hai cái chép cho nên là mình nghe tiếng chép của nó rất là rõ ràng ha. Và nghe nó tiếng giải cao của nó rất là tốt. Đó, thì cặp loa này có giá là 5 triệu 500 ngàn nha cả nhà. 5 triệu 500 ngàn dành cho bác nào thích cái loa Bookshelf nhỏ ha. Đó, có tiếng chép rất là tốt. Đó. Là cái lưới của nó thì là cái hình rất là đây, cái lưới của nó như thế này cả nhà. Đó, rất là. Đây là cái lưới của nó nha. Đó. Rồi, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cả nhà mình tiếp thêm nữa là một cặp loa Onkyo, loa Onkyo ha. Đây. Cái này là nhôm xước nha cả nhà. Đó, hình thức loa là đẹp ha cả nhà ha. Cái mũi chép này thì mình nghe một thời gian thì nó sẽ phồng lên lại thôi, không vấn đề gì đâu cả nhà. Dạ. Yeah. Rồi, em sẽ giới thiệu đến cả nhà mình cặp loa Onkyo ạ. Bàn tay già nua, ước mơ khi nào cho vừa, cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời ta, với anh mỗi người một nơi. Gặp lại nhau giờ đây, tóc đã phai theo tháng ngày, ngoài trời mưa buồn than, khóc cho môi duyên bé bàng. Cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu phiền, thôi cứ trôi theo dòng triền miên. Sâu xa có mấy khi được gần nhau, nghèo ta mãi ngóng trông một đời dãi dầu. Hàng cây này thành lá, nắng thu này thay bóng, con nước xưa cũng thay đổi dòng. Rồi thời gian dần qua, trái tim ta này đã già, gọi tên nhau lòng đau, ái ân xưa giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay bước, nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với anh hai dòng ngược xuôi. Thông số của cặp loa Onkyo này thì mình có là nó là chiều cao của nó là 26 mà. Chiều sâu của nó là 23 và chiều ngang là 15 cm nha cả nhà. Thì công suất của nó đây là cái loa Onkyo 55ES ha. Đó, 55ES ha. Con này công suất của nó là 80W nữa cả nhà nha. 80W, trở kháng của nó là 6 ohm ha. 6 ohm. Con này được lắp ráp tại Trung Quốc ha. Cặp loa này trùng seri nha cả nhà và loa thì còn rất là đẹp ha. Đây. Hình thức của cái loa nó như thế này. Đó. Đây nó có một chép ha và một bát. Bát này chắc 10cm nữa nha ha. Và đúng là 10 hoặc là 12. Nếu mình đo hết hai cạnh nha. Đây là cái loa bên tay trái ha. Mình có cái lưới của nó là ở đây. Đây lưới của nó đây nha nhà ha. Lưới thì liền lạc ha. Lưới liền lạc, không có rách gì cả. Đây ha, đó. Bên này cũng đẹp luôn nha. Thì giá của cặp loa này là 3 triệu 500 ngàn nha cả nhà. 3 triệu 500 ngàn.
Cái loa bass này nó có một cái đặc biệt, nó là nó có một cái mũi nhọn cả nhà. Loa này là loa cao cấp của hình như là của dàn mini cả nhà, mini cao cấp á. Rồi, bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0907 40622 giúp em. Em trân trọng cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn ha. Cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Số điện thoại trên cũng là số Zalo của em. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.